Chào các bạn, trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn tới một cái khu vực rất là đẹp. Và khi mà bạn lang thang ở trong cái khu vực này thì các bạn có thể là sẽ thấy không muốn về. Và để mà cập nhật về cái hành trình đi Vancouver cùng với gia đình mình thì các bạn nhớ nhấn nút subscribe kênh Bước Ngoặt Channel để mà tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất nhé. Và bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn vào cái khu vực này. Thực ra để mà tìm được cái khu này thì cũng là do vô tình thôi. Trên đường đi tới downtown của thành phố Appleford thì tụi mình có nhìn thấy những cái ngôi nhà nằm lúp xúp ở trên núi. Thì tụi mình cũng muốn lên để khám phá vùng cao của Canada xem là như thế nào. Và kết quả là tụi mình đã đến được cái khu vực này. Thì khi mà lên tới nơi thì mình cũng khá là bất ngờ, bởi vì là mình tới Canada, đặc biệt là tới Winnipeg, Manitoba thì nơi đó chỉ là một vùng đồng bằng thôi, và mình cũng không hình dung ra được là cái ở Canada thì nó sẽ có những cái khu nằm trên núi cao như thế này. Để mà lên tới được trên này thì lái xe cũng mất khá là lâu và đường đi thì càng ngày càng dốc. Tuy nhiên thì mình nhận thấy có một cái điểm khác biệt so với đường lên vùng cao của Việt Nam, tức là đường ở đây thì khá là rộng và cái độ dốc cũng đi xuống cũng khá là an toàn. Ví dụ như là ấn tượng lần đầu khi mà mình đi Tam Đảo chẳng hạn, và khi mà xuống dốc ấy thì mình cảm thấy khá là sợ, bởi vì là khi từ trên dốc xuống thì nhìn một bên là vách núi dựng đứng, còn một bên thì là vực sâu thăm thẳm. Điều đó nó làm cho mình có cái cảm giác khá trông chênh, khá là sợ hãi. Tuy nhiên khi mà đi lên cái khu vực trên cao này và lúc đi xuống ấy, thì mình thấy nhà nó hai bên, nó cho mình cái cảm giác là rất là an toàn. Và sẽ đồng thời là đi cái xe cộ, nó cũng có cái cảm giác an toàn nữa. Cho nên là khi mà xuống dốc thì không còn cái cảm giác sợ hãi. Lát nữa thì lúc trên đường về thì mình sẽ cho xe thả dốc để các bạn có thể hình dung thêm được về cái khu vực này. Khi mà lên tới nơi thì mình thấy những cái ngôi nhà trên này thì rất là đẹp. Và mình nghĩ rằng là nếu như mà đường xá mà không an toàn thì không có lý do gì mà mọi người lên tận trên cao này để mà ở. Và thực tế thì thấy mọi người đi lại khi mà đã quen đường ý thì đi rất là nhanh và tự tin. Chốc nữa thì mình sẽ dừng xe và mình đi bộ xuống phía dưới để các bạn có thể là nhìn rõ hơn cũng như là kỹ hơn về cái khu vực thành phố này nhé. Ôi, hôm nay mình bị lạc vào cái khu này. Rất là đẹp luôn mà cực kỳ cao luôn. Không hiểu sao mà này, đi được qua đây các bạn nhìn thấy đường dốc khủng khiếp luôn. Đường xá thì yên tĩnh, nhà cửa cực kỳ đẹp luôn. Cái khu này thì đúng là còn hơn cả thiên đường. Ôi trời ơi. Bây giờ thì mình sẽ đi xuống, mình đậu xe ở dưới này, ở trên này không đi được nữa, cho nên là mình đi xuống dưới này để mọi người xem một chút về cái khu vực này nhá. Ôi, đường xá dốc như này. Lúc mà ở Việt Nam ấy thì mình rất là sợ mà lên núi, bởi vì là mỗi lần mà đi lên núi thì không biết làm sao mà xuống được. Thế mà hôm nay mà chui vào cái khu này thì gọi là lên rất là cao luôn. Các bạn nhìn thấy phía xa xa ở phía dưới kia kìa. Để mình zoom lại nhá. Đấy, nó tít ở phía dưới như thế kia cơ mà. Nhà cửa ở dưới kia. Giờ thì mình đi tiếp xuống này. Cái khu này thì trên đường tới downtown của Appleford. Appleford phải không anh? Đây là trên đường tới downtown của Appleford. Có nhìn thấy thành phố dưới chân núi kia không? Đó. Đó, các bạn nhìn thấy không? Bây giờ mình đang đi ở trên cái này xuống. Tí nữa để mà trèo lên, leo lại lên trên này ấy, để mà lấy được cái xe ấy, thì cũng là cả vấn đề luôn. Mình để chỉnh lại một chút cái này để cho các bạn nhìn thấy rõ hơn. Các bạn nhìn thấy rõ không? Rõ hơn đúng không?
Đó, các bạn nhìn thấy là cây sẽ được xen lẫn cùng với lại nhà cửa luôn. Mình giơ cao lên một chút để các bạn có thể hình dung. Đó. Bây giờ thì là mình đi trên phố này thôi. À, kêu có một cái nhà đang bán, để mình coi xem là cái nhà này thì ở khu vực này bán, họ bán là bao nhiêu tiền nhá. Đấy, cái nhà này mình vừa check xem họ bán xem giá cả thế nào thì bán là khoảng hơn 1 triệu đô. Cái nhà khu này. Wow, các bạn nhìn thấy ở phía dưới kìa. Đó. Nhìn thấy chưa ạ? Để mình zoom lại một chút nhá. Đẹp không thể nào mà tả được này. Rồi, các bạn nhìn thấy không? Đường phố này. Nên mình dừng lại một tí này. Phía dưới xa xa là thung lũng ở phía dưới. Còn bây giờ thì là mình đang ở trên đỉnh cái ngọn núi của cái khu vực này luôn. Nhìn thấy đường nhà này. Bây giờ nhìn dòm kỹ lại một tí. Đó, đẹp không? Đó. Nếu mà thay vì mua cái nhà 1 triệu đô ở Vancouver thì các bạn có thể là nghiên cứu tới cái nhà khu này. Chắc nhà khu này thì dành cho những người có thu nhập cũng khá là cao, bởi vì là cũng là tầm khoảng giá tiền 1 triệu đô thôi. Nhưng mà cái khu này thì cái mình nghĩ là nó cái cuộc sống nó không quá bị xô bồ, hay là nó không quá bị hối hả như là ở Vancouver. Để mình coi xem cái khu này nó là khu gì nhá. Mình vừa coi thì cái khu này nó là cái khu có tên gọi là Lower Sumatra Mountain. Đó, nếu mà bạn nào muốn nghiên cứu hay là tham quan cái khu vực này thì có thể lên đây. Nếu như mà mấy hôm nữa mà trời nó nắng ấy thì mình nghĩ sẽ là rất là tuyệt vời, bởi vì là khi mà trời trong xanh ấy, mà ở trên núi cao này mà nhìn xuống thành phố thì nó sẽ được rõ hơn, cũng như là dân cư ở khu này thì trông sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Ngày hôm nay thì hơi tiếc là trời mây mù nhiều quá, thế cho nên là cái tầm nhìn nó cũng hạn chế hơn. Ủa, dốc quá. Đường xá ở đây thì đi lại cũng khá là an toàn vì nó to như thế này. Cùng là đường lên trên núi giống như là ở Sapa của mình hay là Tam Đảo của mình thì mình thấy cái cung đường nó rất là nhỏ. Xe cộ hai bên làn đường gần như là không có chỗ để mà lựa để mà tránh nhau mấy. Tuy nhiên thì ở đây thì các bạn thấy là hai bên đường còn có cả chỗ đỗ xe như thế này này. Bây giờ thì mình đang đi bộ xuống cái khu mà có sân chơi. Đây mình thấy trên đường có những cái lá phong đỏ này. Các bạn nhìn thấy không? Đó. Cái này thì lá nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó lại màu đỏ. Ở đây thì rất là nhiều các cái loại lá phong khác nhau. Có lẽ là mình sẽ làm một cái bộ sưu tầm các cái loại lá phong để mà mọi người có thể là nghiên cứu cũng như là tìm hiểu thêm về đất nước Canada. Đó, phía dưới kia thì có những cái cây lá nó cũng đỏ rồi. Tuy nhiên là những ngôi nhà mà được điểm xuyết bởi những cái cây vàng, cây đỏ này thì trông rất là sinh động. Để tìm ra được cái khu này thì hôm nay mình cũng rất là tình cờ. Gia đình mình đi vòng vòng định tính vào downtown chơi. Mà đi qua thì nhìn thấy những cái ngôi nhà ở trên cái vách núi nó đẹp quá. Cho nên là kiếm đường đi lên đây để xem nó thế nào. Bây giờ thì mình sẽ đưa các bạn vào cái sân chơi ở cái khu vực này. Các bạn sẽ nhìn thấy là những cái cây lá đỏ rất là đẹp như thế này. Ở Vancouver thì cái việc mà gặp được những cái cây lá phong màu đỏ này thì nó không phải là hiếm. Thậm chí là trên cái đường mà từ Surrey đến Aberfort thì có những cái cánh đồng lá cây cũng màu đỏ luôn. Hình như là, theo mình biết hình như là đó là những cái cây việt quất hay là cây mâm xôi gì đó thì mình không hình dung rõ là cái cây gì, nhưng mà cả một cái cánh đồng nó sẽ có màu đỏ. Mình sẽ cập nhật trong những clip tiếp theo nhé. Đây này, bây giờ thì mình tiến lại gần hơn cái hàng rào này. Cái hàng rào này thì các bạn sẽ thấy là cũng đỏ rực một màu luôn, trông rất là thú vị. Mình lại gần hơn nữa. Thực ra là những cái cây này thì khi mà vào mùa thì nó là màu xanh, nhưng mà đến khi nó trước khi nó rụng lá thì nó lại biến thành màu đỏ như thế này.
Đó, phía sau mình là những cái ngôi nhà kiểu như vậy. Các bạn có nhìn thấy không? Tuyệt vời luôn. Bây giờ thì mình quay một vòng vòng cho các bạn coi cái khu vực này. Lát nữa thì mình sẽ ra phía đằng xa kia để mà các bạn có thể là nhìn xuống phía dưới thành phố Aberforth xem là như thế nào nhá. Thời tiết bây giờ lạnh quá, đang cóng hết cả tay. Các bạn sẽ nhìn thấy đằng sau sẽ có một cái đôi cặp đôi, họ cũng đang đi dạo trong công viên vào cái mùa này. Bây giờ thì mình sẽ đi vòng một vòng nhá. Và đến cái chỗ nào đẹp thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Đây này, cái góc nhìn chỗ đằng này. Để bây giờ mình sẽ đi thêm một tí nữa để các bạn có thể là nhìn thấy cái khu vực này. Thực ra là nếu như mà các bạn, wow, thật là mình cũng không thể là làm thế nào để mà diễn tả được hết cái độ đẹp của khu vực này. Bây giờ mình quay lại nhá, mình quay lại cho các bạn xem này. Đây là một góc của cái khu vực này, nhìn từ cái sân chơi của các bạn trẻ con. Các bạn sẽ nhìn thấy những cái ngôi nhà được trồng, xếp trồng lên nhau như thế này. Và cái khung cảnh thì trông rất là thơ mộng. Mình chỉ tiếc rằng là hôm nay thì thời tiết nó nhiều mây mù, cho nên là sẽ không nhìn được những cái ngôi nhà này ở trên nền trời xanh và điểm xuyết là bởi vì những cái cây đỏ và cái cây lá vàng. Nếu như mà các bạn mà có dịp tới cái thành phố Aberforth này thì các bạn có thể ghé thăm cái địa điểm này. Nó chính là cái địa điểm có tên là Lower Sumas Mountain. Địa điểm này thì ở trên cao, và khi lên tới trên này thì các bạn sẽ được nhìn xuống phía dưới thành phố Aberforth, cũng khá là đẹp. Bởi vì cái ngọn núi này nó có một cái sự quyến rũ riêng biệt, cho nên là mình lang thang ở đây mãi mà chưa về được. Trời thì cũng đã tối rồi mà ban ngày thì có cái nét đẹp của ban ngày, mà buổi tối thì có cái nét đẹp buổi tối. Mình đi vòng vòng thêm một lúc nữa khi mà thành phố lên đèn để mà các bạn có thể là nhìn thêm được về nơi đây. Nó giống như là một cái bức tranh ấy. Nếu như mà bạn yêu nhiếp ảnh hay là thích chụp ảnh thì các bạn có thể là tới cái khu vực này là cũng có được một bộ ảnh rất là đẹp rồi. Đó, các bạn nhìn thấy những ngôi nhà đã đẹp rồi, nhưng mà khi được thắp đèn lên thì nó rất là lung linh, và điều này nó làm cho mình nhớ tới cái khu phố cổ Hội An khi mà thành phố đã được thắp những cái ngọn đèn lồng lên rất là đẹp. Thì đây là mình đưa các bạn đi vòng vòng vào cái nơi này để các bạn có thể là thêm một cái góc nhìn về cái thành phố Aberforth. Và trong các clip sau thì mình sẽ ghi hình lại cái trường đại học ở Aberforth, để nếu như mà các bạn đang dự định đi học hay là cho con cái đi học ở cái trường này thì các bạn có thể là hình dung thêm về cái thành phố này. Nếu như anh chị nào hoặc các bạn mà đã từng đi du lịch Vancouver hay là đã từng sinh sống ở Vancouver và có những cái lời khuyên hay là những cái gợi ý để giúp cho mọi người tìm hiểu thêm về cái thành phố Vancouver hay Aberforth hay Surrey thì cứ để lại comment phía bên dưới nhé. Bây giờ thì chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.